Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du Vào Bếp. Hôm nay mình sẽ làm canh gà lá giang. Đây là một món ăn rất là đơn giản nhưng lại rất đưa cơm, nhờ cái vị chua chua của lá giang, chua chua cay cay, rất là kích thích vị giác. Món này làm rất là đơn giản, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Ở đây mình có nửa con gà ta, một ít lá giang với hành, tỏi, ớt, chỉ vậy thôi. Hành tỏi mình sẽ băm nhỏ, ớt thì cắt lát. Gà ở đây đã được làm sạch hết rồi. Gà ta thì cái thịt nó dai, nó ngọt hơn, còn cái da thì rất là giòn, ăn rất là ngon. Mình sẽ chặt miếng vừa ăn. Sau đó là ướp gia vị. Mình sẽ ướp với một ít hành tỏi. Hành tỏi mình để lại một nửa nha các bạn, ướp một nửa thôi. Một ít hạt nêm, nước mắm với tiêu, rồi trộn đều lên. Lá giang thì mình rửa sạch đi, rồi mình bóp, mình vò sơ thì tí mình nấu nó sẽ ra nước chua nhiều hơn là mình để nguyên lá. Rồi, nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ đi nấu thôi. Cho cái phần hành tỏi còn lại vào, phi cho nó thơm. Rồi cho gà vào, mình sẽ xào gà trước cho nó săn lại. Mình xào trước để thịt gà nó săn lại, ăn nó sẽ ngon hơn. Gà săn rồi thì mình cho nước vào và nấu thôi. Rồi nước sôi rồi mình hớt bọt vỏ đi. Mình sẽ nấu lửa nhỏ cho gà nó chín. Thịt gà chín rồi thì mình cho lá giang vào và nêm nếm. Vậy là xong rồi. Nêm một ít muối, hạt nêm. Và cuối cùng là cho ớt vào. Như vậy là mình đã xong cái canh gà lá giang rồi. Rất là dễ.
rồi thưởng thức được rồi nè. Rồi chua chua cay cay, rất là được cơm, chỉ cần ăn với cơm nóng thôi là cũng đã rất là ngon rồi. Mình dùng thịt gà ta cho nên rất là dai và ngọt, cái da nó giòn giòn ăn rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.